1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nhất Thiện à, khuya rồi, sương xuống nhiều rồi, con làm gì ở đó vậy? 7, 8, 9, 10. Hôm nay con đọc được trong một cuốn sách là mỗi một ngôi sao trên bầu trời sẽ đại diện cho một người, nên con tìm bản thân của con. Vậy con tìm được chưa? Dạ chưa. Ước gì con là mặt trăng thì tốt biết bao, nhưng con chỉ là một ngôi sao không hề bắt mắt, thật là khó tìm. Nhất Thiện à, cái gọi là trưởng thành chính là không ngừng chấp nhận sự bình thường của bản thân. Sư phụ cũng giống như là con vậy, cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ trong vô số chúng sanh trên thế gian này mà thôi. Vậy mà con còn tưởng con đặc biệt lắm. Đợi khi con lớn lên rồi sẽ hiểu, thế giới rất rộng lớn, cũng giống như là bầu trời đầy sao vậy. Nó sẽ không vì sự tồn tại của một ngôi sao nào đó mà tỏa sáng lung linh, và cũng sẽ không vì thiếu vắng một ngôi sao nào đó mà trở nên u tối mịt mù. Nhất Thiện, con đang nghĩ gì vậy? Con đang nghĩ nếu đã định sẵn phải sống một cuộc đời bình thường, Vậy cũng đừng để mình rơi vào sự tầm thường. Tầm thường? Cuộc sống này rõ ràng rất là dài. Những người tầm thường dường như chỉ sống chừng một ngày. Những ngày tháng còn lại thì cũng như nước chảy bèo trôi, cứ thế mà lặp lại hết đời. Sư phụ, con hiểu rồi ạ. Nếu như một ngôi sao chỉ vì ánh sáng yếu ớt mà không phát sáng, vậy thì Nhất Thiện sẽ không được nhìn thấy bầu trời đầy sao nữa. Đúng vậy, nhất thiết chứ xem sự bình thường của bản thân là kẻ thù, và đừng để sự tầm thường xung quanh làm bạn hữu. Nhớ kỹ rồi chứ? Dạ, Nhất Thiện nhớ kỹ rồi ạ. Được rồi, bầu trời đã khuya rồi, mau về ngủ thôi. Dạ. Chỉ là hãy sống tốt một cuộc đời bình thường.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.